Ôi, ôi, trời đau quá. Chào chú, chân chú bị à, làm sao thế hả? Ôi dỗi. Vâng, chào à. bác. Hôm qua em đi đá bóng bị ngã, nên à. chân bị bầm tím bác ạ. À. Nó đang à. sưng lên nên đau quá. Ôi à. <laughs> Đừng lo, tôi sẽ cho chú một ít mật gấu bôi vào là khỏi ngay. À, dạ, thôi cám ơn bác. Nhưng em không dùng mật gấu đâu ạ. Ô, sao thế? Em chỉ cần một ít đá trường là đỡ thôi. À. Mà bác ạ, à, ừ. theo em ấy thì không nên sử dụng mật gấu vì bất cứ mục đích gì Vì sử dụng mật gấu là tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh trích hút mật gấu vô cùng tàn nhẫn và phạm pháp Thế hả? Không mua bán hay sử dụng mật gấu và báo cáo các vi phạm về gấu cho cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522 Thông điệp do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên thực hiện Hãy hành động để bảo vệ các loài động vật hoang dã của Việt Nam